Nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân xót xa khi nhận tin buồn từ người thân, loạt khán giả an ủi, động viên. Mới đây trên trang cá nhân, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân bày tỏ sự lo lắng khi trong một ngày nhận được rất nhiều cuộc gọi từ người thân thông báo tin bị dương tính với Covid-19. Không biết nói gì hơn, nữ nghệ sĩ chỉ có thể động viên mọi người tự bảo vệ bản thân và gia đình. Cụ thể trên trang cá nhân, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân viết: Mùng 1 tháng 12, ngày đầu tiên của tháng cuối năm sao thấy nhiều lo âu quá. Biến chủng mới, lũ lụt miền Trung, học sinh chuẩn bị đến trường, Tết sắp đến. Trong sáng nay, nhiều cuộc gọi báo cô ơi, chị ơi, em, con bị hải vạch. Thôi cố gắng lên mọi người ơi, bảo vệ bản thân và gia đình hết mức có thể mọi người nhé. Cầu mong mọi thứ trở lại bình thường. Trước tin buồn này, đông đảo bạn bè, người hâm mộ đã gửi lời động viên Hồng Vân, mong nữ nghệ sĩ giữ gìn sức khỏe. Được biết, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân mới quay trở lại đi diễn. Hiện tại cô đang bận rộn với các vở diễn kịch ở sân khấu Hồng Vân. Chúc U nhiều an lành may mắn. Cô giữ gìn sức khỏe nha cô, thương và nhớ cô. Sống trong lo âu, phập phồng em ơi, mong tất cả sớm trở lại như ban đầu mẹ nhi. Có thể thấy, trong tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp, việc mọi người tự bảo vệ bản thân, phòng tránh lây lan dịch bệnh là điều vô cùng cần thiết.